Hello hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và lại là mình Phong Cận TV đây mấy bạn ơi. À không, không đúng. Hôm nay mình sẽ không làm Phong Cận TV nữa, mà mình sẽ trở thành một nhân vật mà đã xuất hiện ở trong những video Bad Go của mình rất là nhiều luôn. Các bạn có nhớ là ai không? Đúng rồi đó. Hôm nay mình sẽ trở thành Phong Cận Hacker nha các bạn nha. Có ai nhớ Phong Cận Hacker không nào? Và bây giờ mình sẽ mời hội anh em tốt vào để chơi cùng với mình một trận Bad Go. Sau đó mình sẽ sử dụng hack để cho anh em tốt trong Bad Go nha mấy bạn nha. Chắc chắn những pha tròn của mình sẽ làm cho các bạn cười đau cả bụng luôn đó. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký hộ kênh cho mình nha các bạn nha. Lưu ý video chỉ mang tính chất giải trí và không có ý cổ suý cho bất cứ hành động xấu nào nha mấy bạn. Còn chần chờ gì nữa nào, let's go vào video thôi. Xin tự giới thiệu, tên chị là Jimmy. Vậy không hát bác là phong cách của chị. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và anh em đang thấy mình đang đeo mặt nạ của ai các bạn? Xin hiểu bạn, đây chính là mặt nạ mèo Simmy nha các bạn nha. Ok, và hôm nay nè bạn ơi, mình đã mời anh Mr. Dịch Kyron cùng với lại là anh Siro vào trong đây để gọi là chơi cùng với mình một trận Bad Go các bạn ơi. Và hôm nay nè, mình có điều gì đặc biệt cho anh em xem thì anh em hãy cùng nhau xem hết video và sẽ biết được điều đặc biệt hôm nay là gì nha. Ok, và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ là subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Dịch Kyron cùng với anh Siro và tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào trận Bad Go nào. Let's go. Xin tự giới thiệu, tên chị là Simmy, dễ thương hoạt bát là phong cách của chị. Rồi ok mấy bạn ơi, và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu trận đấu thế nào. Thì mình sẽ chọn cho mình là team màu xanh dương nha các bạn nha. Rồi anh em chọn màu team đi. Rồi chọn team màu trắng nha. Tôi chọn team màu tím đi. Ok, Dịch chọn team màu tím thì có. Ok, vào nghe nào, bắt đầu trận đấu nào. Tên đây tên tên. Rồi ok anh em ơi, thì như anh em đang thấy thì hôm nay mình đang có một cái bộ skin rất là đặc biệt luôn. Anh em thấy trên đầu mình có gì không? Trên đầu mình là có nguyên thằng Phong Cận đang ngồi trên đầu mình luôn nè anh em. Đấy, còn ở bên tay của mình chính là một thanh kiếm có hình gọi là cái thầy này, hình như là cái cây gậy phép thuật của Sakura hay sao bạn ơi. Mình không biết nữa, nhưng mà nói chung vẫn là phép thuật Queen Enchantis. Đó, trên TikTok. Trên đầu anh đang có một cái mũ là mạnh nhất server này luôn à. Trời ơi, em cầm cái gậy phép thuật Queen Enchantis này, tiếng nói em gõ ở đầu anh nè. Cái gậy này hình như là gậy phép thuật mấy bạn ơi, nhưng mà phép thuật của ai mình không biết nha mấy bạn. Mấy bạn biết cây gậy này của ai nhớ bình luận cho mình biết nha bạn. Ok ok. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau chơi một trận Bad Go thật là bùng lỗ nào. Ok anh em ơi, anh em biết vụ. Hôm nay nè, mình đã tiếp tục quay trở lại Bad Go để quay video cho anh em xem rồi đây. Mà anh em có nhớ mình là gì trong Bad Go không? Tất nhiên là anh em phải nhớ rồi, nếu như anh em đã xem những video Bad Go của mình. Mình chính là Hacker Phong Cận ở trong Bad Go mấy bạn ơi. Tại sao lại gọi mình là Hacker Phong Cận? Là bởi vì chỉ có một mình trong Hero Team là mới có quyền gọi là sử dụng game mod 1 ở trong gọi là Bad Go thôi. Ấy, mình sẽ sử dụng cái này để mình troll anh em trong Hero Team nha. Và hôm nay nữa bạn, mình đã chuẩn bị một cái này cho anh em xem nè. Đây, tên này nè. Anh em thấy có một cái khối siêu cấp ở đây không? Và trong cái khối siêu cấp này á, có rất là nhiều vũ khí đặc biệt luôn. Mà ở trong phòng này á, trừ mình ra thì không ai có cái mấy cái món đồ siêu cấp đặc biệt này hết các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ sử dụng đến những cái món vật phẩm này để mình cho anh em nha các bạn coi nè. Ở đây có kiếm lửa nè, có rìu thần sấm này, có giáp thần kỳ, dây thần kỳ đồ này. Hôm nay Phong Cận Hacker sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu cho Hero Team hay nào anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lấy block, mình chạy qua bên mid nha. Ok, mình đã qua bên mid này anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình đi lượm Emerald nha anh em. Ui, ở bên kia mình thấy có Siro kìa. Còn bên đây là Kyron bạn ơi. Trời ơi, bắt đầu mình thấy nguy hiểm ở nhà mấy thanh niên này qua bên mid hết rồi nè. Ok ok, mình phải tranh thủ mình đi lượm Emerald bạn ơi. Tranh thủ mấy thanh niên á không có ở đây, mình qua mình lượm Emerald để mình nâng cấp đồ. Mình lấy vũ khí bí mật của mình ra để mình cho mấy thanh niên này nha bạn. Ok lượm nè. Ui, 12 cục Emerald luôn rồi, xịn vãi. Wow, đúng là phòng chơi có 4 người cho nên là Emerald rất là nhiều luôn bạn ơi. Ok ok, làm Emerald nè. Rồi, rồi ok anh em ơi, bây giờ mình đem cái số ngọc Emerald này mình đem về nhà để mình nâng cấp đồ nào. Thì đây, mình sẽ cho anh em xem có một cái món đồ rất là đặc biệt luôn, mấy bạn coi nha. Mình bấm vào trong cái món đồ này xong mình chọn đồ siêu cấp. Ở đây chúng ta có một ca thứ người ta gọi là TNT kim cương các bạn ơi. Mình sẽ mua nó nha. Nó có giá là 3 lục bảo, mình sẽ mua nó nè. Đấy, ok. TNT kim cương có nghĩa là sao mấy bạn xem nha. Thì đầu tiên mình sẽ để quả TNT đây nè. Đó, mấy bạn thấy không? Nó sẽ nổ. Bùm! Và sẽ xuất hiện rất nhiều kim cương luôn. Xịn chưa mấy bạn ơi. Vậy là mình tha hồ có kim cương mà xài luôn, không cần lo nữa. Ok, mình sẽ thả thật là nhiều ở đây nha. Ủa, bùm bùm. Ok, lụm. Lụm. Ok, thêm nữa nè. Bỏ thêm. Kim cương này quý lắm mấy bạn ơi. Đấy. Rồi ok.
Bây giờ chúng ta đã có rất nhiều kim cương rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm gì nữa tiếp theo bạn biết không? Mình sẽ lấy kim cương để mình dạo đây mình nâng cấp đồ. Mình sẽ nâng cấp cái lò của mình lên max level luôn, thì nó sẽ cho mình ngọc lục bảo ở nhà luôn nha. Mình không cần phải chạy ra mid nữa. Vậy là chúng ta sẽ có ngọc lục bảo để tiếp tục gọi là mua đồ siêu cấp cho mấy thành viên bên kia các bạn ơi. À, rồi, dịch đây. Ôi trời ơi, ông dịch nó đang quýnh mình ra, trời ơi trời. Ủa, mấy người gọi là nâng cấp đồ đến đâu rồi? Tôi là tôi lên nâng cấp siêu VIP luôn rồi đó. Gì ghê vậy? Ghê không? Lên cấp siêu VIP mới vô trận mấy phút mà trời. Ơi, tính ra là tôi à, tôi là mấy người quên mất tôi. À, tự chết mình không được nói bạn ơi, quên. À, tính ra là tôi chơi bách của pro lắm mà mấy ông không nhớ à. Ok. Đây mình sẽ lên cho mình cái giáp kim cương. À mà phải. À, giáp kim cương này nha. Ok, có giáp kim cương anh em ơi. Ok, ok từ. Mua cho mình thêm một ít táo vàng đi để mình vô mình mua ít táo vàng nè. Với lại lên cho mình thêm cái này là hắc diện thạch. Ừ, đúng rồi. Mình sẽ phải cần gọi là mua hắc diện thạch để mình lắp cái giường của mình lại bạn ơi. Khoan, tạm thời mình sẽ lắp nó lại bằng len nha để cho chắc ăn. Ờ, lỡ đâu có thanh niên nào qua đập giường của mình rồi sao? Chơi kỳ. Ok rồi, lắp lại nè. Rồi. Ôi, bây không giờ ơi, không ơi. Sao? Chơi bếp vô không đập nhà giường mình, cho chơi nhà, kỳ nhà mình kế bên nhà bạn luôn á không ơi. Đâu bạn đâu? À, bạn nhà mua đỏ đó là... Ok. Rồi anh em ơi, mình đã phát hiện ra đối tượng đầu tiên để mình cho rồi anh em xong ơi. Xong rồi, xong rồi. Ok, xong tôi á. Ok rồi, bạn qua nhà mình thử đi, bạn biết. Ok bạn ơi, bây giờ kia. Bây giờ mình sẽ ở nhà mình chờ để mình lụm ngọc lục bảo, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau mua đồ siêu cấp để cho nha bạn nha. Rồi ok các bạn ơi, mình đã có được rất là nhiều ngọc emerald nè. Bây giờ mình sẽ mua cho mình gì ta, một quả TNT Creeper và một thứ rất đặc biệt chính là giày thần kỳ. Đấy. Mấy bạn biết đôi giày thần kỳ này là như thế nào không? Đây, mình sẽ cho bạn thêm xem sức mạnh của hacker này nha. Đấy bạn nhìn mình nè. Bây giờ mình chỉ cần nhảy lên một cái thì ở dưới chân mình nó sẽ xuất hiện block. Đó. Như vậy thì mình có thể đi được trên không mấy bạn ơi. Ghê chưa? Đấy. Mình không cần đặt block luôn, mình chỉ cần di chuyển thôi là block tự xuất hiện. Đấy, thấy hacker kinh khủng chứ bạn. Bạn thấy được sức mạnh của hacker chưa? Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua bên nhà ai để mình gọi là cho người ta trước đây ta. Mình nghĩ đầu tiên mình sẽ cho anh Kyron đi. Hồi nãy Kyron kêu Kyron kế bên nhà mình nè. Ok từ, mình sẽ mua cho mình thêm mấy quả TNT nè. Với lại mua cho mình thêm một cây kiếm lửa đi. Mình thấy có cây kiếm lửa nhìn đẹp quá nè. Chắc là nó sẽ mạnh hơn kiếm kim cương luôn á. Ok, kiếm lửa nè bạn ơi, nhìn xịn chưa. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau qua nhà Kai nè. Thì mình sẽ bỏ emerald vào trong rương. Đấy, để cho chắc ăn, không hay lỡ đâu mình bị giết sao đúng không. Đó, rồi ok bây giờ mình sẽ qua nhà Kai nè. Nhà Kai bên đây đúng không? Sức mạnh của hacker. Hey. Ồ, hacker đi trên không luôn bạn ơi. Kai đang chạy ra ngoài lượm kim cương thấy gì á. Ok, mình sẽ tranh thủ mình chạy qua đằng sau nhà Kai nha các bạn nha. Sức mạnh hacker. Ui. Chà. Ủa gì vậy? Ủa cái gì kỳ vậy? Ủa sao từ dưới phong chạy qua nhà mình không cần đặt lóc vậy? Cái gì kỳ vậy? Tôi là hacker mà. Có giỏi qua đây Kai, qua đây. Qua đây solo. À, được nhờ, ngon nhờ, được phong được quá à. Ôi, ơi, qua đây. Ui. Này thì chết này rồi. Chưa chết. Ủa, nha. Chết hả? Lên đây, chạy đây, đố ông bắt được tôi luôn á. Đố ông bắt được tôi luôn á Kai. Từ, block đây. À, không bắt được à. Block. Kiếm lửa siêu cấp vô địch. Lại. Cài. Ủa cái gì mà là, ủa sao nhiều đồ vậy? Ôi ơi, cài đồ, cài đồ. Rồi xong cái đòn chết queo bạn ơi. Ok bây giờ mình sẽ để một con Creeper TNT vào đây. Ồ. Ôi trời ơi, nó văng tôi xa 10 mét luôn bạn ơi. Ok. Chưa ngẫm. Ê Phong ơi. Gì Kai? Bạn có làm được kim cương vàng của mình không? Có rồi. Tạm biệt bạn. Thôi bị nhiều quá. Mình đem về nhà đây. Mình đem về nhà đây. Ừ, bạn đuổi theo mình đi một tí nữa. Thấy đâu bạn cũng bị rơi nè. Rơi. Ây da. Ủa gì kỳ vậy? Ủa game thì kỳ vậy? Kỳ gì? Mình đặt block nhanh đó chứ không có gì đâu nha. Ủa bạn thấy sức mạnh của hacker ghê không bạn? Đó, đi trên không luôn, không cần đặt block luôn rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ mình về nhà mình nâng đồ thêm nha bạn nha. Ok, để xem bạn còn cái gì đặc biệt hơn không. Ở đây mình đang có thêm rất là nhiều đồ đặc biệt ở đây luôn. Để xem coi. Thuốc làm mù nè. Ê, cái thuốc này chọi cho người ta là người ta sẽ bị mù các bạn ơi. Hợp lý. Một khoan từ đi, cái này mình nghĩ rằng mình sẽ dùng để cho vịt với lại rô nha. Mình sẽ cho, bây giờ mình sẽ qua mình phá nhà Kai nè. Thì mình sẽ sử dụng TNT thiên thạch đi để mình phá nhà Kai nha các bạn nha. Ok. Cái kiếm lửa này mình cảm giác nó yếu quá bạn ơi, cho nên là mình sẽ lấy kiếm nọc độc đi. Kiếm nọc độc có vẻ mạnh hơn nè, còn kiếm lửa nó yếu lắm mấy bạn ơi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình phá nhà Kai nha, mình không để cho Kai có cơ hội sống nữa. Ok. Ui Phong bắt lóc nhanh vậy. Ui mà tôi đỉnh cao bét vô. Kiên nhờ. Ui rồi giờ Phong. Kai rồi. Ok rồi. Đặt TNT thiên thạch cho nhà Kai.
Ủa chuẩn bị mới nổ. Ê, trai ơi, nổ nha, nổ nha, nổ nha. Đặt mà lóc nè. Ủa, đặt mà lóc nè. Ui ui ui, thiên thạch rơi, thiên thạch rơi. Cái gì vậy? Thiên thạch rơi, thiên thạch rơi. Ui ui ui. Ui ui ui. Ui. Ui ui ui. Ui nè, ui nè. Cài đòn phong nè, phong. Cài đòn nè. Ok, đặt rồi xong luôn. Phong ơi, rồi đấu luôn. Ta khoan. Để coi còn tài sản gì nhờ. À, hết tài sản luôn mày. Không có tiền hả? Không có tiền thì tôi giết. Ê, Phong ơi, tha mình Phong ơi. Rồi đâu luôn. Ok bạn ơi, thì người đầu tiên đã bị mình giết và mình đã lấy được rất nhiều emerald bạn ơi. 41 emerald luôn, hai cái đó nhiều tiền dưới trời. Ok rồi, ok, tạm biệt Kai nha, chắc Kai phải ra đi. Buồn quá mọi người ơi, trả thù cho mình mọi người ơi. Ok để đó cho anh không dám chơi em anh. Ok, người tiếp theo sẽ là Siro với Mr. Dịch nha bạn. Chắc là mình nghĩ là mình sẽ cho anh Siro trước đi nhỉ. Rồi ok bạn ơi, để mình xem coi còn gì để nghịch nữa không ta. Đây để mình xem nha, hiện tại bây giờ mình đang có quá trời emerald luôn bạn ơi. À đúng rồi, mình phải mua cho mình hắc điện thạch để mình bọc cái giường của mình lại nữa chứ. Trời ơi đúng rồi, quên mất các bạn ơi. Bad girl quan trọng nhất là phải bảo vệ giường, bạn hiểu không? Ủa mà khoan từ, tính ra mình là hacker mà ta cần gì bảo vệ giường? Trước sau gì mình cũng có chết đâu. Thôi kệ, không cần bọc giường nữa. Ok, để mình vô mình xem coi. Bây giờ mình sẽ mua cho mình một cái gì đây? À, cung Island Golem. Ủa cơ, gì? Cung Golem hả? Cái gì nghe lạ vậy ta? Mình mua thử một cây nha. Ok, với lại mình sẽ mua cho mình thêm một cây gậy đánh xa nữa nè. Đó, gậy bật lùi nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chạy ở nhà người tiếp theo là Siro ha. Ok, để mình bật mic Siro nè. Alo, Rô ơi. Alo. Ok. Ê, em chuẩn bị qua nhà Rô nè. Rô chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với em chưa? Rồi qua đây, trời dừa anh một kiên cố, mày không? À ok, em đang qua nhà Rô này. Ok bạn ơi, mình nghĩ chắc ông Rô ổng không ngờ rằng là mình đang đi trên bầu trời đó bạn. Ok, đâu rồi Rô rồi. Mình chỉ thấy có nhà dịch nè, cái nhà dịch bên kia kìa. Còn nhà Rô, à nhà Rô bên đây, ha, mình thấy Rô trên trời. Mình thấy Rô kìa. Gì ơi? Hello Rô. What? Hello Rô. Trời ơi. Ủa em đặt block nhanh đó Rô không biết hả? Đấy, thấy không? Em đi trên trời rồi. Đúng không? Mày hát Rô, ai đặt block nhanh mà không cần đặt block vậy hả? Ơi, em đâu có hát đâu, em chơi bình thường mà có hát đâu. Ok bây giờ nè bạn ơi, mình sẽ sử dụng cái gậy đánh xa để mình cho nó nha. Rô đánh em hả Rô? Rô đánh. Ê đâu nha. Rô đánh em nè, văng xa 10 mét luôn bạn ơi. Ồ ghê chưa? Ok chết rồi, mình hết máu. Để mình ăn táo vàng chưa đã. Mình hacker nhưng mà mình cũng cần có máu chứ. Ok, ông Rô xuất hiện trong nhà lại kìa. Bây giờ nè, mình sẽ sử dụng đến vũ khí tiếp theo là cung Iron gì? Iron Golem cho bạn xem nha. Iron Golem. Ờ ok. Rồi rồi ta. Rồi. Ê! À ông bắn tôi hả? Cung tôi còn xịn hơn ông nè. Bắn nè. Ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui. Gì vậy? Wow, cái cung này mình bắn cái nó sẽ chịu hồi ra Golem các bạn ơi. Bắn nè. Ôi chết rồi. Cái cung này. Cái cung này hack được xịn. Hát nữa đúng không? Có hát đâu. Ê, Rô nè. Ok các bạn ơi, cái cung này dở quá. Cái gì vậy? Tính ra là mình chưa kịp giết ông Rô. Ông dịch ông qua ông đập giường Rô luôn các bạn ơi. Xin lỗi Rô nha, nhưng mà em phải đập giường Rô. Tạm biệt Rô, em đi đây. Tạm biệt Rô. Đứng lại gì mà đứng lại. Rô nè, văng xa 10 mét luôn, sợ chưa? Mấy bạn ơi, có vẻ là ông Rô ổng sợ mình rồi các bạn ơi. Đó, cái cây gậy của mình quá xịn mà đánh cái là văng xa 10 mét luôn. Ok, tạm thời tha cho Rô một mảng nha. Bây giờ em giờ em nâng thêm đồ đây. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ quay lại đây nè. Mình sẽ mua cho mình thêm một gọi là loại thuốc nữa, chính là thuốc mù nha bạn nha. Bạn biết thuốc này để làm gì không? Cái thuốc này á, khi chọi cho người nào đó thì người đó sẽ bị mù các bạn ơi. Đây bây giờ mình sẽ thử mình tự chọi bản thân mình cho bạn coi nè. Bùm. Đó, thấy không? Chúng ta sẽ bị mù và chúng ta sẽ không thấy được gì xung quanh hết. Đấy, ok. Rồi chết luôn, mình bị mù luôn rồi bạn ơi. Giờ sao vậy? Đấy, không thấy được. Ok, rồi bình thường trở lại nè. Bây giờ mình sẽ mua cho mình tầm ít thôi bạn ơi, mua tầm chục chai thôi. Đấy, để mình chọi cho đã. Ok rồi. Đây mình sẽ mua tầm chục chai luôn nha, để mình chọi ông Rô với ông Dịch nha các bạn nha. Ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua nhà mấy ổng. Khoan từ, chết. Mình quên mất, mình phải mua cho mình thêm táo vàng nữa chứ. Nãy qua nhà ông Rô xong bị ổng đánh mà không có táo vàng để ăn. Đấy, mình sẽ mua thêm cho mình chục quả táo vàng nữa đi. Ok. Rồi, đấy, ok các bạn ơi. Chúng ta cùng nhau qua bên nhà Siro và gọi là giết Siro nữa bạn ơi. Ok. À, hello Dịch. Dịch đây. Đợi em với. À, Dịch muốn gọi là khiêu chiến với em đúng không Dịch? Ôi, Dịch chạy thôi ơi. Không, từ, Dịch để sau đi các bạn. Dịch để sau đi. Trời ơi, Phong ơi, ăn nó bay nữa kìa. Ê, Phong ơi, khoan. Anh nói này cái. Gì? Bây giờ chưa giết anh, từ từ đứng đó, đứng yên. Bây giờ anh biểu diễn cho em một màn gọi là xiết, nếu như mà anh
bay được thì em được với anh, còn nếu mà anh bay không được thì anh chết. Rồi ok, đâu anh thử biểu diễn coi. Rồi ai dịch phát nha, dịch phát nha. Dịch ơi, từ từ để cho ông biểu diễn cho em xem coi dịch. Ok rồi. Đây 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 đây, nhìn nha. Bây giờ một là bay được, còn hai là bay không được thì anh chết nè. Rồi chuẩn bị okay. Nè. Chuẩn bị nè. 3 2 1 vô. Ui, ghê không? What the hell, cái gì mà ghê vậy? Còn ghê hơn cả hacker luôn bạn ơi. Nhưng mà xin lỗi anh, trước sau gì anh phải chết. Ui. Trời thất mù nè. Trời thất mù nè. Trời thất mù à. Trời thất mù à. Nghe không? À, ông dịch dám khiêu chiến mình. Rồi ông Rô bị mù ấy bạn, ông Rô bị mù. Bạn coi ông Rô bị mù kìa. Bạn nhìn ông Rô kìa. Ok. Ê, cái ông dịch này ông muốn khiêu chiến với mình anh em ơi. Rô nè. Rô hả Rô? Rồi ok. Tiêu diệt xong rồi. Chào mừng các bạn về đội của em. Anh dịch. Từ nãy anh chọi em hơi nhiều nha dịch nha. Bây giờ tới lượt anh nè. Ok. Dịch ơi. Dịch ơi dịch à. Ôi, gì vậy? Gì vậy? Dịch làm gì vậy? Dịch làm gì vậy? Ôi trời, em không có sợ mấy này dịch ơi. Dịch giết dịch trước luôn, sao nó qua đập nhà dịch. Dịch hả dịch? Này thì dịch này. Em dịch tàn nhìn dưới đất rồi. Dịch không làm gì mình hết bạn ơi. Ok. Rồi, dịch đâu rồi? Dịch ơi, giờ em qua phá nhà dịch nè, dịch ơi. Dịch đánh kêu gì mà tàn nhìn dưới đất không vậy anh? Mình sẽ lấy thuốc mù ở nhà. Đấy, đánh dịch làm sao đánh được em được. Ok, mình sẽ lấy thuốc mù ra nha bạn nha. Mình sẽ làm cho dịch mù này nha. Ok. Chạy đây. Ok, nhảy xuống. Ôi, mù nè. Mù nè. Thuốc mù nè. Đập dịch bị mù ấy bạn ơi, mình cũng bị mù hả ông ơi. Đâu? Dịch mù rồi. Ok, cái dịch bị mù rồi. Đập dương. Ông bị mù ấy bạn ơi, ông bị mù. Đánh ông xuống dưới luôn. Ông dịch đánh gì vậy? Ông dịch làm gì vậy? Ok, đập giường dịch luôn nè. Rồi, bánh giường. Rồi, chờ dịch làm gì dịch? Hello dịch, đuổi em đi dịch. Đuổi theo em đi dịch. Ơi, đố anh bắt được em, đố anh bắt được em. Ủa đâu dịch rồi? Dịch trốn không? Dịch trốn rồi. À, dịch chơi trò trốn hả dịch? Dịch đâu dịch? Dịch chơi, chơi trốn kìa dịch. Thôi dịch đây, anh nào ở đây đi, em hứa em không làm gì anh đâu. Đâu đây, em cho em emerald nè, đây. Nè, emerald nè, đó, emerald anh. Kìa, em chọi nguyên đóng em emerald kìa, la lụm đi, em hứa không làm gì đâu. Thôi, nè, tay em có cầm gì đâu, thấy không? Vô đây, thiệt, em emerald nè, anh ra lụm đi. Yeah! Wow, ok bạn ơi, vậy là trong trận đấu lần này mình đã là người giành chiến thắng mấy bạn ơi. Ok bạn ơi, và bạn thấy sức mạnh của hacker như thế nào, bạn thấy sức mạnh của hacker phong cận như thế nào, nhớ bình luận lại cho mình biết nha bạn nha. Chứ mình thấy mình bá đạo anh em ơi, mình chắc là bây giờ mình là người mạnh nhất trong bếp cua, không ai đánh lại mình luôn, bởi vì mình là hacker mà. À, Rô dịch với lại Kairon có cảm nghĩ gì về hacker phong cận hả? Mày hát rồi, không chơi với mày hát đâu. Ủa, sao không ngủ tao mình nghe kỳ quá. Sao anh em phải đoàn kết với quán đứa thằng hát nữa? Đúng. Ôi, mà anh chết rồi. Mà anh nghĩ rằng mấy anh có thể giết được em sao? Trời ơi, giờ chấp luôn ba người luôn, quýnh em cũng không được nữa, tại em là hacker mà. Ok bạn ơi, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Và nếu anh em muốn mình tiếp tục làm series phong cận hacker nữa thì anh em nhớ bình luận để cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye. Yêu anh em phải nồi, tạm biệt.